Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em lại chia sẻ các bác một số những giò lan đơn thân siêu to nhé. Những cái tác phẩm VIP và chia sẻ thân thòng đang nụ ạ. Các bác đón xem ủng hộ nhà vườn nhé. Hôm nay thì em gọi là sale xả vườn thanh lý cho các bác. Mở đầu like đó là một trụ quế trắng tháng 8 của Hòa Bình rất là to ạ. Bao gồm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngọn các bác nhé. 8 thân quế Hòa Bình. Đây, các bác nhìn vào bản lá nó có độ nhăn các bác nhé, độ nhăn nhẹ đấy. Sóng tôn này, cái này ở cháy nhẹ các bác nhé, cháy khô ấy. Và em chia sẻ các bác một cái rễ quế siêu VIP, mã số là Q10 ạ. Dạ Q10 thì xin chia sẻ các bác bằng 1.580.000 các bác nhé. 1.580.000 cho một siêu phẩm VIP quế trắng tháng 8 ạ. Các bác mua hàng gọi điện trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác nhé. Và tiếp theo đó là một cái chậu Koki, mã số là K1 ạ. Rất là nhiều nụ các bác nhé. Toàn bộ là cây có nụ này. K1 chia sẻ các bác là bằng 600.000 các bác nhé. 600.000 cho mã số K1. Tiếp theo thì em có mã số K4 ạ. K4 là một cái tác phẩm bản lá mít các bác ạ. Hàng siêu VIP này. Bản lá mít xếp rụt. Cả vườn thì em có duy nhất một giò VIP này thôi ạ. Và chia sẻ đến các bác mình bằng 1.500.000 cho mã số là K4 các bác nhé. K4 ạ, Koki ạ. Và tiếp theo đó là một cái dề Koki có mã số là K2 các bác nhé. Đây là mã này là mã số K2 các bác ạ. Đó, K2 là một cái tác phẩm các bạn là mít to dày nhé. Và cây là đang nụ các bác ạ. Đó, K2 thì chia sẻ các bác bằng 1.100.000 các bác ạ. 1.100.000 cho siêu phẩm Koki mã số là K2 các bác nhé. Và tiếp đến thì em chia sẻ các bác một siêu phẩm cát cổ này. Đó, một trong những mặt bông cát cổ pha thọ, pha thơm nhé các bác ơi. Pha thơm nhé, phải nói là bông siêu to các bác. Một chậu cát cổ phải nói là siêu to khổng lồ các bác ạ. Đấy. Một chậu cát cổ siêu to khổng lồ và đang có mèo nụ các bác này. Đang có mèo hết rồi nhá. Chia sẻ với đến các bác mình bằng 1.380.000 các bác nhé. 1.380.000 cho một cái chậu cát cổ siêu to ạ. Đó, tiếp đến là một chậu lan đuôi cáo ạ. Có mã số là C11 ạ. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. C11 rất là đẹp và em chia sẻ đến các bác bằng 360.000 các bác nhé. Lá xếp các bác này, cáo xếp Lai Châu này, 2, 3, 4, 5 cây này. Cây này là đứt một cái lá các bác ạ. Đó, 360 mã số là C11 ạ. Mã số là C11 các bác nhé. Và tiếp theo thì em có một chậu gà. Đấy, phải nói một chậu gà siêu đẹp các bác nhé. Một chậu gà siêu to các bác ơi, một chậu gà tím. Đó, mầm tơ các bác nhìn này này. Đợt đây nó mưa, mầm tơ nó trổ rất chi là nhiều ạ. Đó, chuẩn bị cho mùa hoa thì các bác sưu tầm thì alo cho em. Chia sẻ một cái chậu gà siêu to bằng 400.000 các bác nhé. 400.000 là một chậu gà siêu là to ạ. Đó, tiếp đến là một cây 4N đơn thân các bác nhé. Mã số là N2, mã số 2 các bác. Đây một cây 4N các bác nhìn này. Đây, bản lá mít bao chất nhé. Nhìn chung là nó hơi bị cháy các bác, hơi cháy lá này. Đây, nó cháy lá đây các bác, gọi là cây lỗi. Mình bình thường cây này em bán 680 xả các bác là bằng xả lỗ cho các bác bằng 260.000 các bác nhé. 260. Cây thì bao đẹp các bác ạ. 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá nhá. 4, 6, 8. Một bên 9, một bên 10 các bác ạ. Duy nhất một cây nhá. Mã số 2 bằng là 260.000 nhá. Đây, mã số 1 đơn thân này. Mã số 1 đơn thân các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác cái mã này là bằng 400.000 các bác nhá. Hoa bói nó còn thôi. Đó, 400.000 cho mã số 1 đơn thân các bác. Đây. Một cây 4N miết xếp rất là đẹp ạ. Đó, tiếp theo là một cái siêu phẩm đuôi cáo ạ. Em mời các bác ngắm mã số là C9 VIP ạ. Đó, C9 một tác phẩm lan đuôi cáo này, nó bản là to các bác ạ, 6 cm nhá. Đây một chậu cáo xếp VIP và em chia sẻ các bác mã C9 bằng 1.600.000 các bác nhá. 1.600.000 mã số là C9 ạ, C9 VIP ạ. Đó, tiếp theo là C8 các bác nhá, C8 một chậu cáo xếp VIP này. Này bản là to ạ và chia sẻ các bác mã này là bằng 1.480.000 nhá. 1.480.000 mã số là C8 các bác ạ. Đây là C8 nhá. Đấy, các bác mình mua hàng thì cứ gọi điện đến số 0977 842 981 cho em các bác nhé. Và tiếp theo một chậu 4N này, bao gồm được 2 cây ạ. Chậu này thì bao gồm được 2 cây. Và cây bên đây thì nó gãy ngọn, bản lá rụt các bác ạ. Đây, bông cây con rất là đẹp nhá. Đấy. Ở chia sẻ các bác cái mã số 3. Mã số 3 bằng 360 các bác ạ. Gọi là giá sale thanh lý nhá, 360. Đó, tiếp đến thì giới thiệu các bác một cái dề sóc ạ. Đấy, mã số S2 ạ. Một giò sóc các bác này, cây này. Đó, bao chất luôn các bác. Và em chia sẻ các bác mã số S2. Đó, bằng 600.000 các bác nhé. Các bác nhìn cái trụ sóc này bao đẹp. 600 các bác ạ, 600.000. Đây là mã số S1 ạ.
Đó, S1 thì chia sẻ các bác cái dề này là bằng 450 các bác nhá. Đấy, cây đơn rất là to. Bao gồm được 4 con các bác ạ. 1 2 3 4. 450 các bác nhá. 450 cho mã số là S1 nhá, S1. Đó, tiếp theo là một cái dề tam bảo sắc hoa trắng á các bác ngắm này. Một trong những cái mặt bông hoa trắng tinh của rừng các bác nhá, hoa trắng rừng này. Này, hoa trắng đột biến các bác ạ. Bác nào sưu tầm thì alo cho em nhá. Này. Ngọn lá nhựa đây là bị cháy các bác, ngọn này bị cháy cháy lá này, xém. Đây cái thân này bị xém lá này. Đấy. Tam bảo sắc hoa trắng ạ, trắng tinh nhá. Các bác mình sưu tầm thì alo cho em. Này. Em mời các bác ngắm mã số T10 ạ. Đó, mã số T10 chia sẻ các bác bằng 1.250.000 nhá. 1.250.000 các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một giò kiều tím lá mít. Đây các bác ngắm bản lá mít tròn này. Ồ, tròn siêu đẹp các bác nhá. Một dề kiều tím tím Cao Bằng ấy, nó là tím Bắc. Nên là em chia sẻ các bác cái giò VIP này bằng 1 triệu các bác nhá. 1 triệu này, thân ú ụ luôn các bác, nhìn thấy nó đang đi mầm tơ nhá. 1 triệu cho một cái dề kiều tím ạ. Tím Cao Bằng nhá, một giò tím Cao Bằng 1 triệu ạ. Đó, giá thanh lý hôm nay có 1 triệu cáo này các bác ơi, 1 triệu cáo này nó là rất là đẹp ạ. Chia sẻ các bác cái dề cáo này. Thực tế là cái chất cây thì nó rất là già, rất là gọi là cáo già các bác. Nó hơi cằn và nó thiếu nước. Và em chia sẻ các bác giò này bằng 220 các bác nhá. 220 mã số là C1 ạ, C1 nhá. Có 220. Đấy, bác sưu tầm thì alo cho em các bác. Đây có một cái chậu bệt như nguyệt này. Đây cả dòng bệt như nguyệt các bác thân này, thân nó đã xuống lá và chuẩn bị làm nụ như thế này nhá. Thân này thì rất là to, thân này ú, thân này là lên nước đây là nó lên ki các bác này. Gốc này, gốc mẹ nhá, thuần một chậu nghiến rất là đẹp. Đây một chậu bệt hồng các bác ạ, bệt hồng bác sưu tầm mã này thì chốt cho em với giá là bằng gọi sale các bác đúng bằng một cái chậu nghiến thôi, sale các bác bằng 200k các bác ạ. Đó 200k cho cái chậu bệt hồng này nhá. Bác sưu tầm thì alo cho em. Này. Duy nhất một chậu bảo duy phải nói mầm tơ các bác ơi, gốc đẹp. Đấy. Chia sẻ các bác mã này là 480.000 các bác, gọi là giá xả thanh lý thôi. Đấy. Và tiếp theo thì em có cái chậu chồn đơn thân các bác nhá. Chồn đơn thân phải nói cây to như thế này các bác. Cây to phải nói bông của chồn nó to các bác ạ. Lá bị cháy em vẫn để tự nhiên ạ, nên là chưa có cắt. Đấy, chia sẻ các bác cái gì chồn này mã số 7 ạ, mã số 7. Và chia sẻ các bác bằng 600k các bác nhá, 600k mã số 7. Và tiếp đến là một chậu kiều Yên Bái xả các bác 1.280.000 nhá. Duy nhất một chậu và chia sẻ các bác một chậu Coqui hoa vàng các bác. Đây là cái dòng Coqui hoa vàng hay còn gọi là Coqui lai nhạn. Một trong những cái tác phẩm đẹp ạ. Và các bác sưu tầm thì alo cho em. Coqui hoa vàng hay còn gọi là Coqui lai nhạn. Đấy, bác nào sưu tầm thì chốt và liên hệ cho em nhé. Đấy, em chia sẻ các bác cái chậu hai cây với giá là bằng 680 các bác ạ. 680 Coqui hoa vàng nhé. Một trong những cái mặt bông này nó là cực đẹp các bác. Nó là dòng Coqui lai nhạn rất là đẹp ạ. Đấy, ok chưa ạ? Đấy, chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 680 này. Đấy, Coqui hoa vàng mã số 1 nhá. Đây mã số 2. Mã số 2 nó có cây mẹ bồng con các bác đây. Mã số 2 thì em để các bác bằng 700k các bác ạ, 700k. Đấy, 700k cho mã số 2 ạ. Đấy, ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái mã thân thòng nữa em sẽ giới thiệu các bác thêm nhá. Chia sẻ thêm các bác một chậu cát này. Cát cổ các bác ơi, một cái dòng cát mà phải nói là bông siêu to. Rồi chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 450 nhá. 450 nó là dòng cát. Cát pha thơm các bác ạ, cát pha thơm. Đấy, giới thiệu các bác thêm một cái giò Coqui như hình này đó. Đây. Trước màn hình là một cái dề Coqui nhá. Các bác sưu tầm được cái dề Coqui, các bác alo cho em này. Đấy, hôm trước là nó bão nó bị rớt lũa đấy các bác. Đấy, bản lá to như thế này luôn. Bản lá to xếp rụt nhá. Cây này nó vỡ lá này, nó bị bể. Đấy, nó bị bể. Và em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 700k các bác ạ. Mã số là K6. K6 700k nhá. 700k mã số K6 các bác ạ. À. Tiếp theo thì giới thiệu các bác cái dề Coqui mã này là mã VIP này. À, chờ em một tí. Đây một cái dề Hoàng Tam Bảo. Đây một cái dề Hoàng Tam Bảo VIP em chia sẻ các bác bằng 1 triệu các bác nhá. 1 triệu. 1 triệu một cái dề Hoàng Tam Bảo mã số là T2. T2 các bác, 1 triệu này. Đó em có một chậu quế trắng tháng 8 các bác. Đây một cái chậu quế trắng tháng 8 mà cũng như hôm trước em nói rằng là nó bị bão đây. Đấy, bão mà nó sập cái khung giàn này rồi nó rớt xuống rồi gãy ngọn này. Đây xả các bác bằng 500k một chậu nhá. Hàng này nó là hàng để búi các bác ạ. Cây chuẩn bị là toàn bộ là cây chuẩn bị nụ nhá. Cây chuẩn bị nụ luôn, để búi rất là nhiều. Mã số Q11. Đó Q11 thì em chia sẻ các bác bằng 500k các bác, gọi là xả lỗ vốn. Đấy, tiếp theo một cái dề tam bảo sắc hoa trắng tinh này. Cái này nó là dề tác phẩm, dề tác phẩm cả vườn đúng một dề này là dề VIP nhá. Đấy, tổng còn có 3 giò các bác ơi. Tổng còn có 3 giò thôi. Đó, mã số là 2, mã số 2 các bác ạ. Một dề tam bảo sắc hoa trắng, chuẩn cho mọi người là trắng rừng nhá, trắng tinh luôn. Đấy, các bác có thể tham khảo giá thị trường, nó rơi vào tầm 1 triệu 2 đến 1 triệu 8 một thân. Và anh chia sẻ các bác cái dề này bằng 1.480.000 các bác nhá, mã số 2. Đó, tam bảo sắc trắng va nhá, hoặc là còn gọi là trắng đột biến ấy, trắng rừng chuẩn cho mọi người. Đó, chia sẻ các bác bằng 1.480.000 cho mã số 2 nhá.
Đó, mã số 2 các bác ạ. Và đây là mã số A3 này. Đó, mã số A3 là một ngọn nhé, một ngọn đơn thân. Tại vì cái dề này là nó có 3 ngọn cơ. Dề này 3 ngọn thì em đã tách cho khách 2 ngọn rồi. Đây. Hoa trắng tinh các bác, nhìn bản lá nhựa đẹp nhá. Nó bỏ lá đây các bác, bỏ một lá, bỏ hai lá. Đấy, bỏ hai lá các bác, đây nó đang bồng con này, chuẩn bị nở lá rồi. Và mã số A3 thì sale các bác ngọn này bằng 580. Các bác nào lấy em vẫn phải cưa cục đến đây. Đấy, cưa cục đến đây em sẽ gửi các bác nhá, 580.000. Đó, tiếp theo là một cái dề chồn các bác ơi, dề chồn này. Đó, duy nhất một dề chồn các bác nhá. Em có một dề chồn duy nhất thì mã này là bao gồm được 8 con các bác ạ, 8 con chồn. Đó. Chia sẻ các bác cái dề chồn này là bằng 600k các bác nhá. Một dề chồn Lai Châu rất là to. Đó, 600k các bác ạ, 600k cho một dề chồn nhá. Đó, tiếp theo thì em có mã quế trắng nguyên bản, hàng nguyên bản các bác này. Đây nó là hàng nguyên bản một cục. Ôi rồi nó chỉ long cái cục gỗ các bác, ống hoa rất là to đây, ống hoa từ gốc lên là mị bồng con nhá. Mã số là Q1 ạ, em để các bác là bằng 1 triệu nhá. Đó, chia sẻ các bác mã số Q1 bằng 1 triệu ạ. Quế nguyên bản nhá. Quế nguyên bản VIP này và cái chậu bướm đại ngàn nguyên nụ các bác ơi. Này, mầm gốc này, chậu mị rất là to, một thân hoa 2 này, 3 4 5 6 thân hoa. Mã này hôm nay xả các bác 600k thôi các bác, xả các bác 600k nhá. Hàng đang có nụ các bác ạ, hàng đang có nụ luôn. Đây. Này có mấy con nhện 8 này lên lũa nó bung rồi, em chưa có kịp ghép lại các bác. Mã số 4 này, à mã số 1 đi, mã số 1 cây này sale các bác 280.000 các bác, xả lỗ đấy, 280 mã số 1. Đây là mã số 2 nhá. 1 này. 2 này, lời lắm các bác. 3 cây các bác, 3 cây nhá. 3 cây mã này sale các bác bằng 280k các bác ạ. 280 cho mã số 2 nhá. 280 mã số 2. À em có một cây cô kỳ lệ nữa các bác. Cây cô kỳ lệ nó bị lỗi lá này. Xả các bác 150.000 các bác nhá. Xả các bác 150 cây cô kỳ lệ lỗi lá nhá. Đó 150 các bác ạ. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác một siêu phẩm Tam Bảo Sắc Ba hoa vàng lưỡi trắng. Đây. Em mời các bác ngắm một cái dề lan phải nói là cực phẩm. Các bác nào chưa có mặt bông này thì các bác sưu tầm cho em nhá. Nó là hàng hoa vàng lưỡi trắng chuẩn cho cả nhà mình, hàng trắng hoa vàng lưỡi trắng va nhá. Đấy. Một tác phẩm VIP ạ, bình thường cái dề này có thể giá thị trường nó sẽ rơi tới 25 đến 30 triệu các bác ạ. 25 đến 30 triệu, thậm chí là 50 triệu. Và em còn một giò duy nhất hôm nay xả các bác bằng 10 triệu 680. 10 triệu 680 các bác ạ. Thực sự là giò này của em nó rất là to, nhưng mà em cũng chia sẻ thân cho khách rồi, tách từng ngọn ấy. Tại vì có những bác mình không có khả năng sưu tầm cả giò ấy, thì em cũng chia sẻ các bác ngọn 1, ngọn 2 rồi. Đấy, nên em tách ngọn cho khách rồi. Và hôm nay sale cho các bác mình là bằng 10 triệu 680. Đó, Tam Bảo Sắc Va hoa vàng lưỡi trắng á. Hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác những chậu năm cánh trắng quốc dân. Ở mã số 1 các bác ạ, mã số 1 nhá. Đây gốc mẹ như thế này các bác. Hoa rất là đẹp các bác, gốc mẹ này. Ở mã số 1 chia sẻ các bác là bằng 200k các bác nhá. Đó, thanh lý các bác 200k mã số 1 này. Đây mã này là mã số 21 nhá, mã số 21 em để các bác là bằng mã số 21 sale các bác bằng 230 nhá. Đây các bác đẹp ơi đẹp, mã số 21 bằng 230 các bác, gốc mẹ nó đẹp nhá. Đấy, trộm nghiếm rất là ok. Đấy, và tiếp theo là mã số 7 ạ, mã số 7 cũng bằng 240.000 nhá. Đấy, các bác nhìn những chậu lan năm cánh trắng nó siêu to, 240.000. Đó cho mã số 7 ạ, mã số 7 tiếp theo là mã số 15 ạ. Mã số 15 thì chia sẻ các bác 120.000 nhá. Bác nhìn hoa này, đấy, mắt của nó sắc không kém gì bạch tuyết luôn các bác. Đây các bác nhìn này, mắt của nó sắc như thế này không kém gì bạch tuyết luôn. Đấy. Chia sẻ các bác 120 cho mã số 15, mã số 15. Ở đây em có một duy nhất một chậu mít Tràng An các bác ạ, một chậu mít Tràng An đẹp nhá. Đấy, các bác gốc mẹ siêu đẹp này. Đấy, chất thì phải nói là không có phân nên là các bác về chăm nó rất là dễ. Ở mít Tràng An chia sẻ các bác chậu này 150 nhá, em có đúng một chậu gọi là xả lỗ 150. Đây, ngoài ra chia sẻ các bác một cái dề kiều sơn thủy tiên, cá kiều và sơn thủy tiên nhé. Gọi là mã này là mã sale các bác, một cái dề như thế này rất là đẹp. Đó, chia sẻ các bác 268.000 các bác nhé, xả lỗ các bác bằng 268 các bác ạ. Đây, em mời các bác đón xem thêm nhé. Mọi người chờ em tí xuống vườn dưới em quay các bác. À, những cái chậu thân thòng phải nói rất là nhiều nụ luôn. À, em chia sẻ các bác những cái combo, những cái chậu thân thòng rất là nhiều hoa. Ở đây em giới thiệu các bác những cái chậu năm cánh trắng trước đã. Đây mã số 20 các bác, một chậu năm cánh trắng gốc mẹ phải nói gốc rất là to như thế này. Đây là những cái chậu gốc mẹ nó rất rất to các bác nhé. Hàng một gốc các bác ạ. Đây năm cánh trắng quốc dân này mã số 20. Ở mã số 20 thì em chia sẻ các bác bằng 270k các bác ạ. Mã số 20 nhá. Ở đây là mã số 21 các bác ạ. Đây các bác ơi nhìn này, bốn mầm gốc to chà bá này, thân thủ nhá. Đây. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, hoa phải nói là sắc và nét đẹp tuyệt vời luôn. Ok chưa này.
Đấy các bác thấy những cái chùm hoa này. Đó. Mã số 4 21 thì em chia sẻ các bác bằng 280.000 nhá. Đây là những cái chậu mị. 280.000 các bác ạ. Đây là mã số 22 ạ. Mã số 22 chia sẻ các bác bằng 300k. Mã này là mã to nhất nhá, 5 mầm gốc. Ở 300k mã số là 22 các bác ạ. Đấy, một chậu 5 cánh trắng cắt gân nhá. Mã số 22 phải nói là to chà bá luôn các bác, nhìn cái chậu lan này. Đó, hai mã số 22 bằng 300k nhá. Quá đẹp luôn các bác ạ. Đấy này. Đó, mã số 22 bằng 300 các bác nhá. 5 mầm gốc to này. Có 5 mầm gốc siêu to các bác ạ. Và em giới thiệu các bác một cái. Đây, em giới thiệu các bác một dề này. Đây một cái dề hoàng tam bảo các bác ạ. Hàng này là dề nó rất là to nên là thực ra là mọi người chờ em một tí, dề nó to lắm. Búi nó to lắm nên là thực sự các bác nhìn này, cả một cái dề lan hoàng tam bảo mà ngọn đơn nó to xếp đẹp như thế này ạ. À, đây là mã số 1 các bác nhé, mã số 1. À, mã này các bác chốt cho em là mã số T9 nhé, T9 đi. T9 cả một dề siêu đẹp này, chia sẻ các bác bằng à 450 các bác nhé, 450 cho mã số là T9 nhé. Các bác cả một dề luôn rất là đẹp. Hoàng tam bảo các bác ơi, mã này là mã hoàng tam bảo 450 nhé. T9. Đó T9 các bác ạ. À, đây em giới thiệu các bác một số combo những cái chậu. Đây. Combo những cái chậu ám phải nói rất là đẹp các bác ạ. Đây là mã số 9 các bác ạ. Đây mã số 9 thì nó có cả ám văn giang và các dòng ám các bác ạ. Đây. Bác ơi, này, bông đẹp tuyệt vời luôn. Đây. Con này gần như là cái con mắt đỏ, gần giống như là con mắt đỏ blue kim boy các bác ạ, rất là đẹp. Đấy và có cả ám văn giang, những chậu các bác nhìn là nó rất là nhiều nụ như thế này các bác, rất là nhiều nụ. Combo mã số 9 á. Đấy combo cả nhà mình 3 chậu lan đang nụ nhá. Trời ơi. Sale các bác có một có 200.000 các bác, 199, gọi là 200.000. Combo 3 chậu về các bác lên là một cái chậu mẹ tác phẩm to đẹp. Ở cuối năm thì mình sẽ có những cái chậu mẹ nó dao động từ 20 đến 25 thân hoa các bác ạ. Đấy. Mà bỏ ra có 200.000 là mình có combo 3 chậu lan nhá. Ở đây là mã số 9 các bác ạ, mã số 9 nhá. À, tiếp theo là mã số 8 các bác ơi, mã số 8 thì em có đây. Đó, mắt châu lưng xanh Phú Thọ này. À, các bác nhìn thấy mặt hoa nó đẹp chưa ạ? Đây là nó còn nó khum mà chưa nở nhá. Đây, đây là mắt châu Phú Thọ các bác ạ, mắt châu lưng xanh Phú Thọ này. Đấy. Đấy. Đây nó lẫn cả những cái con ám này các bác này. Đấy. Nó lẫn này, lẫn các bác ạ. À, đây là mã số 8 combo 3 chậu nữa cũng bằng 200.000 các bác nhá. Rồi combo cho 3 chậu mã số 8 cũng bằng 200 các bác ạ. Trời ơi đẹp ơi đẹp. Đấy, mã số 8 nhá. Đây còn mã này nữa này. Những cái mã này gọi là sale, ngày hôm qua khách lấy quá nhiều luôn. Đây mã này là mã số mã này là mã số mấy? Mã số 7 các bác ạ. Đây là mã số 7 nhá. Toàn bộ là những cái chậu có cả nụ và hoa nhá. Đây các bác ạ, mã số 7 thì cũng chia sẻ các bác là bằng 200k các bác nhá. 789 các bác ạ. Trời ơi đẹp quá các bác ơi. 200k mã số 7 này. Bác nhìn quần hoa lại đỉnh chưa? Đó cho mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 bằng 200k các bác ạ. Đó, combo cho mọi người 3 chậu lan mà mới có 200k các bác nhé. Em có một cái chậu kiều mỡ gà các bác ạ. To lắm luôn các bác. Ở trước màn hình thì em giới thiệu các bác một dề kiều mỡ gà như thế này. Đây là một trong những cái mặt bông hoa phải nói rất là đẹp các bác. Mắt nụ thì nó nhiều chắc là không đếm xuể các bác ạ. Đây nó nhổ hết lên đây rồi nhá. Lấy mắt nụ các bác ơi, này nó ú ụ ở đây này, nhổ hết lên đây đây. Đấy sưng mắt nụ rất là nhiều luôn các bác này. Đấy những cái thân là mắt nụ được sưng rất là nhiều. Một dề kiều mỡ gà phải nói là quá là nhiều thân tơ, chắc không đếm xuể được. À, chia sẻ các bác một tác phẩm kiều mỡ gà với giá là bằng 800k các bác nhá. 800k cho một dề kiều mỡ gà này. À, đây em có một ngọn tam bảo sắp hàng bóc này. Đây, hoàng tam bảo các bác ạ, hoa ta. Hoa phải nói rất là đẹp các bác nhá. Mã này siêu các bác 130.000 các bác nhá. 130.000 cho cái đơn bóc này. Để nó ngọn đơn nó đẹp các bác ạ. Ngọn đơn nó to nó rất là đẹp. Và có 130.000 nhé. Mã này là mã bóc. Này các bác chốt cho em mã bóc. Và đây em có một số combo, một cái chậu 5 combo 5 chậu 5 cánh trắng các bác ạ. Em bóc nhá, cái này là hàng bóc chậu nhá. 1 2 3 4 5 chậu combo 5 cánh trắng. Kèm với một dây kỳ bệt mũi trắng các bác ạ. Đây là cả một dây này. Cả một dây kỳ bệt mũi trắng các bác. Em chia sẻ các bác cái combo này là bằng 260k cho 5 chậu. Đó các bác tính ra là nó sẽ ra bao nhiêu tiền, có 40.000. 260k cho 5 chậu nhá, kèm với một dây kỳ. Đấy là em bóc chậu nhá. Có 260.000 cái combo này thôi các bác ạ. Đấy. Bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp qua số 0977
842981 cho em các bác nhé. Và đây là một cái chậu bệt nữa. Đây là một cái chậu bệt trà gừng các bác ạ. Phải nói là một cái chậu mẹ nghiến thì rất là to. Và em sẽ là bóc chậu ạ. Chứ gửi cả chậu thì thực sự là cái tiền cước này nó to hơn cái tiền lan. Và các bác thanh toán cái tiền cước nó nhiều thì cũng không nỡ lòng nào. Đấy, và em chia sẻ các bác cái một cái chậu này, nó là cái chậu bệt cái trà gừng. Em sẽ bóc chậu nhé. Bóc chậu nó có những cái thân mẹ như thế này các bác này. Đấy, cũng chuẩn bị nụ đấy. Và em chia sẻ các bác là bằng em bóc chậu lên sale các bác, cái chậu này bóc bằng 150.000 các bác nhá. Bóc ra thì các bác chia sẻ 150. Đó, 150 nhá. Đấy, tiếp theo thì em có cái chậu 5 cánh trắng này nữa các bác này. Đấy. Cái chậu này thì thực sự là cũng không rõ là thực ra là cái chậu này là em sưu tầm. Các bác nói là 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương, nhưng mà cũng không biết là có phải mắt mờ Hải Dương hay là quốc dân Phú Thọ, nhưng mà thực sự là nó khác với Phú Thọ luôn. Đấy, thì các bác bảo là bác chủ vườn nói là 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương đấy. Này, nụ có cả trên thân này. Đây. Nụ có cả gốc này nhá. Đấy. Chia sẻ các bác mã này là bằng 240 các nhá, 240. Bác chốt là 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương cho nó dễ. 240.000 nhá. Đấy, hoa thì gần nở rồi. Đấy thì em lại combo các bác cái mã 5 cánh trắng này các bác, mã số 15 này. Mã số 15 của em các bác nhá, thì nó có một cái chậu trà gừng. Đây, một trà gừng với một bạch tuyết này. Thực ra cái mã này là bình thường các bác mua chậu này hơn triệu rồi. Sale các bác mã này bằng 299 nhá. 299 có một trà gừng và một bạch tuyết, gọi là giá xả thanh lý. Đấy, các bác mua hàng thì alo qua số điện thoại cho em nhá. Đấy, duy nhất một chậu bảo duy này. Xinh xinh. Bác sưu tầm này chậu này thì alo cho em 300k các bác ạ, gọi là thanh lý các bác thôi. Đó, 300k nhá. Đó, 300k các bác ạ. Đấy. Các bác mình mua hàng thì cứ trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em các bác nhá. Đơn thì sáng nay bill thì họ đã lấy rồi. Đây thì chỉ còn những cái bill đơn lẻ này, tí nữa nhà xe họ sẽ lấy nốt. Những đơn đây là của khách hết rồi các bác ạ. Gì đấy, chưa xong à? Đấy. Thì em chia sẻ các bác một số đơn thân và cũng như là thân thòng. Nên là các bác mình có nhu cầu sưu tầm những cái tác phẩm đẹp thì cứ gọi điện trực tiếp qua số 0977 842981 cho em các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.